Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022, vì tiếp tục giảm nhẹ, trứng gà có biến động. Giá gia cầm hôm nay mùng 3 tháng 8, vịt tại một số địa phương tiếp tục giảm nhẹ từ 1.000 đồng mỗi kg. Đặc biệt, giá trứng gà đã có biến động trong hôm nay ở Hà Nội và Đồng Nai. Hôm nay, mùng 3 tháng 8, giá gia cầm các loại đã có nhiều biến động. Giá vịt tại một số địa phương tiếp tục giảm nhẹ, chênh lệch so với mức giá cũ từ 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg trứng gà hôm nay cũng có sự thay đổi. Tại Hà Nội, trứng gà trắng và trứng gà đỏ cùng giữ mức 2.100 đồng mỗi kg. Tại Đồng Nai, trứng gà các loại cùng có giá bán là 2.300 đồng mỗi kg. Hôm nay, nhìn chung giá gà các loại không có nhiều sự thay đổi so với hôm qua. Giá gà mía tiếp tục giữ vững, cao nhất là 100.000 đồng mỗi kg tại Phú Thọ, gà minh dư tại các địa phương hầu như không đổi, duy chỉ có tại tỉnh Đắk Lắk. Gà Minh Dư giảm từ 72.000 đồng mỗi kg xuống còn 67.000 đồng mỗi kg. Gà Di tại tỉnh Nghệ An hôm nay cũng thấp hơn so với hôm qua 1.000 đồng mỗi kg, có giá bán hôm nay là 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà nòi tại Cần Thơ không đổi, giữ nguyên mức giá là 86.000 đồng mỗi kg. Giá gà mì tại Nghệ An là 95.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 100.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 58.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 67.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 68.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 71.000 đồng mỗi kg. Giá gà di tại Nghệ An là 70.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 67.000 đồng mỗi kg. Giá gà nói tại Cần Thơ là 86.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại một số địa phương hôm nay tiếp tục giảm nhẹ. Cụ thể. Ở Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, giá vịt đều giữ mức là 50.000 đồng mỗi kg, chênh lệch so với hôm qua 3.000 đồng mỗi kg. Tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, giá vịt thấp hơn 1.000 đồng mỗi kg so với mức giá cũ, giá bán hôm nay là 40.000 đồng mỗi kg. Đây là những địa phương có giá bán vịt được ghi nhận cao nhất và thấp nhất trên cả nước. Giá vịt tại Hồ Chí Minh là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 50.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 49.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 46.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 42.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 40.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 40.000 đồng mỗi kg. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khăn nên có thể tại các lò các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ, xung quanh vết nước phồng lên có màu đen. Để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông Hợi thông tin. Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ước, bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông hỏi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Ông hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông Hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm, còn vịt già, bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng.